Hi xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của team HTD Research được đăng tải trên kênh HTD Check Crypto Nếu như các bạn cập nhật thông tin thì các bạn đã thấy được rằng là tối ngày 29 tháng 8 Chúng ta đã thấy BTC dựng một cái cột Các bạn thấy được rằng là một cái cột khá là uy tín Và rất là nhiều người lại cho rằng là BTC sẽ đi giống như cái khoảng thời gian ở giữa tháng 6 của năm 2023 Khi mà chúng ta có cái thông tin Bitcoin ETF À, spot do bright rock đúng không à, đã nộp đơn đăng ký với lại sec và chúng ta thấy được rằng là btc dựng lên liên tục trong vòng mấy ngày nhưng mà thời điểm hiện tại thì chúng ta lại có một cái thông tin tốt đó chính là à, tòa án đúng không tòa án phúc thẩm colombia hoa kỳ đã đưa ra một cái quyết định ủng hộ cho raykel trong cái cuộc tranh chấp à, pháp lý kéo dài với lại ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ với ta là SEC các bạn ạ liên quan đến cái việc đó là chuyển đổi cái sản phẩm quỹ Oracle Bitcoin trước thành một à, quỹ Bitcoin ETF Spot đúng không? À, sau đó thì chúng ta thấy được rằng là BTC đã dựng một cái cột cũng khá là cao Và thời điểm à, hiện tại có một câu hỏi đặt ra đó chính là BTC phục hồi nhưng mà liệu nó có bền vững hay không các bạn ạ Nó có giống như khoảng thời gian tháng 6 hay giống như khoảng thời gian tháng 3 hay không Và những cái thông tin gì có thể làm BT, à, BTC giảm giá trong khoảng thời gian tới Thì chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian để thảo luận trong video ngày hôm nay các bạn nhé Trước khi mà đi à, thảo luận về những vấn đề đó thì chúng ta sẽ cùng nhau à, đi qua tổng quan thị trường crypto của thời điểm hiện tại À, những số liệu này thì đã được thống kê trên Coin.me rồi. Thời điểm hiện tại các bạn có thể vào đây chúng ta có thể cập nhật. Thì các bạn thấy được rằng là bốn hóa thị trường của chúng ta ngày hôm nay ấy, thì nó lên vào khoảng là 1,09 tỷ các bạn ạ. Nó cao hơn so với cái khoảng thời gian khi mà BTC ở cái vùng giá đó là 26.000 USD ấy, thì nó vào khoảng tầm là 1,03 đến 1,04 tỷ USD các bạn ạ. À, thời điểm hiện tại nếu như các bạn cập nhật thì các bạn thấy được rằng là giá của BTC nó đang ở cái khoảng giá đó chính là 27.164 USD à, giao dịch trong vòng 24 giờ thì có giảm khoảng tầm là 1,01% với Ethereum thì các bạn thời điểm hiện tại thì đã lên được cái khoảng giá đó là 1,7 uh, nghìn USD các bạn ạ giao dịch trong vòng 24 giờ thì cũng giảm khoảng tầm 1%. Còn à, nhìn chung những cái đồng an coi thì sao? Nhìn chung những cái đồng an coi ở thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được rằng là À, nó cũng dao động không nhiều cho lắm đâu các bạn ạ. À, ngày hôm qua thì có vẻ là nhộn nhịp hơn đúng không? Nhưng ngày hôm nay thì các bạn thấy được rằng là nó dao động không nhiều cho lắm. Nó khoảng đó là 1 đến 2% và có một số đồng thì cũng dao động khoảng tầm 2 đến 3%, nhưng mà nó cũng chưa thấy có cái sự tăng trưởng thực sự ở trong top 100 những cái đồng coi à, thời điểm hiện tại được thống kê trên CoinMarketCap các bạn ạ. Rồi cập nhật một số những cái thông tin uh, liên quan tới BTC đi thì các bạn thấy được rằng là nếu như chúng ta quan tâm tới cái volume giao dịch thực của BTC ngày hôm nay thì các bạn thấy nó vào khoảng nó là 2,56 tỷ USD các bạn thấy không? À, nếu như các bạn trở ngược lại ngày 29 tháng 8 đi thì chúng ta đã thấy được rằng là cái volume giao dịch thực nó lên tới là 11,94 tỷ USD tức là cái volume này nó không bao gồm những cái giao dịch của những cái con thực hiện bởi những con bot các bạn ạ và nó đã cao hơn so với ngày 28 gấp gì ạ? Gấp 3 lần và cao hơn so với lại ngày 27 gấp 5 lần. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì các bạn thấy được rằng là cái volume giao dịch nó đang khá xêm so với lại ngày 27 tháng 8. Và lại một lần nữa thì chúng ta thấy được rằng là cái sự do dự của một số những cái nhà đầu tư và có thể một số những nhà đầu tư đang cho rằng là thời điểm hiện tại đúng không? Chưa phải là thời điểm mà BTC có thể là có một sự phục hồi mạnh mẽ và chúng ta chưa thấy một cái sự FOMO nào lớn đến từ những nhà đầu tư và các bạn thấy có thể thấy là một trong hai ngày hôm nay thì cái volume giao dịch thực lại bắt đầu có cái xu hướng trứng lại đúng không và cái sự lưỡng lự đấy nó còn được thể hiện trên chính chặt của BTC các bạn các bạn nhìn thấy được rằng là cái biên độ giao động của cây nến ngày hôm qua và ngày hôm nay thì đã, đã đã nhỏ lại rồi và nó không giao động nhiều cho lắm đúng không và ngay cả chỉ số sức mạnh mua bán đúng không chỉ số RSI thì cũng cho thấy được rằng là à, nó đang ở cái mức đó là 50 điểm đó Và nó khi mà đến cái mức đó thì chúng ta chưa thấy được rằng là cái xu hướng mà dạ, mua tiếp tục mua lên hay là cái xu hướng bán ra của BTC ở thời điểm hiện tại các bạn ạ à, Nhưng mà qua đây thì chúng ta cũng thể là tạm kết luận là những cái nhà đầu tư họ đang lưỡng lự thôi, nó chưa mô quá trong cái lần tăng giá đợt này Nhưng mà phải nói với các bạn luôn là mình nói cái sự lưỡng lự ở đây nó cũng có lý do của nó các bạn ạ. và lát nữa thì mình sẽ trình bày À, phía sau video này chứ không phải là chỉ nhiên nhìn riêng vào cái phân tích kỹ thuật này đâu các bạn ạ. Thêm nữa thì các bạn thấy được rằng là mặc dù BTC có một cây nến hồi rất là mạnh nhưng mà nó chưa break qua được cái đường à, line. à, các bạn thấy được rằng là nếu như các bạn sử dụng một cái đường trend đơn giản và kéo qua các đáy đúng không tạo tạo ra một cái xu hướng tăng tính từ đầu năm của năm 2023 tới tận khoảng thời gian tháng 8 sau đó chúng ta thấy được rằng là BTC đã đã đâm một cú rất là mạnh từ khoảng giá đó là À, xuống thẳng cái vùng giá đó là 25.000 mặc dù là BTC có một cái nến hồi mạnh vào ngày 28 nhưng mà chúng ta thấy được rằng là nó chưa tới được cái đường trend line này và chưa break qua được thì à, khả năng à, có một chen tăng giá trong khoảng thời gian sắp tới là khá là khó các bạn ạ à, có lẽ là nếu như mà muốn BTC tiếp tục à, có một cái tạo ra một cái chen tăng giống như khoảng thời gian tháng 3 hoặc tháng 6 thì chúng ta phải cần cái volume giao dịch mạnh hơn và có lẽ là chúng ta sẽ cần thêm những cái thông tin mà nó mạnh hơn nữa để giúp cho BTC à, tiếp tục tăng trưởng đúng không? À, có thể là một số những cái thông tin là ví dụ là sau khi mà Raykel thắng kiện à, một số những cái à, quỹ hoặc là một số những cái công ty được à, phê duyệt Bitcoin ETF spot chẳng hạn đúng không? Thì khi đó chúng ta lại thấy được rằng thị trường chúng ta có khả năng sẽ phục hồi khá là cao. Rồi, cập nhật một chút dữ liệu on chain của BTC đi thì thời điểm Hiện tại các bạn thấy được rằng là à, BTC à, ngày 31 tức là ngày hôm nay thì đã có một lượng nạp lên sàn khoảng tầm là 2.236 BTC được nạp lên sàn đúng không? À, nếu như các bạn trở ngược lại à, vào khoảng thời gian à, mấy ngày trước đi thì bạn thấy được rằng liên tục chúng ta thấy được rằng là xuất hiện những cây nến màu đỏ và cái điều này cho thấy được rằng là cái lượng rút BTC ra khỏi sàn nó chiếm ưu thế. Cụ thể là vào ngày 29 tháng 8 đi chúng ta thấy được rằng là số lượng à, BTC khá là lớn, nó khoảng tầm là sáu BTC được rút ra khỏi sàn trong ngày hôm đó các bạn ạ. À, giải thích cho qua cho các bạn một chút, đây chính là cái biểu đồ NetForo à, được thống kê bởi khoan các bạn ạ. Và nó sẽ được tính toán rất là đơn giản, nó sẽ uh, lấy cái số lượng BTC được nạp vào các sàn giao dịch ở trong vòng một ngày trừ đi uh, số lượng BTC được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong vòng một ngày. Nếu như mà ra giá trị dương, nó sẽ sẽ thể hiện uh, cây nến màu xanh và quay ngược lên phía trên và nó chứng tỏ điều gì? Các bạn đã chứng tỏ rằng là cái lượng nạp vào đang chiếm ưu thế hơn. Còn nếu như mà ra giá trị âm nó sẽ thể hiện cây nến màu đỏ và quay xuống phía dưới và nó cho rằng cho thấy rằng là cái lượng rút ra đang chiếm ưu thế hơn so với lại là cái lượng nạp vào. Rồi, chuyển qua để cập nhật về giao dịch phái sinh đi thì các bạn thấy được rằng là ngày hôm nay chúng ta thấy cái tổng số short bị thanh lý nó vào khoảng tầm là 11,02 triệu USD và số long bị thanh lý nó vào khoảng tầm là 7,15 triệu USD. Như vậy là nó đang cho thấy rằng là không chỉ bên ra phía giao dịch spot chúng ta mới thấy cái sự lưỡng lự của những nhà đầu tư đúng không? Mà ngay cả giao dịch phái sinh cũng vậy, các bạn thấy được rằng là số long và số sót bị thanh lý thì nó cũng đã khá là cân bằng nhau đúng không? Trở ngược lại ngày 29 tháng 8 thì chúng ta thấy được rằng là sau khi BTC có một sự tăng trưởng từ cái vùng giá đó là 25.000 lên thẳng cái khoảng giá đó là 28.000 thì cái số sót bị thanh lý nó lên tới khoảng là 118,5 triệu USD đã bị thanh lý còn long thì khoảng là 44,5 triệu USD long bị thanh lý trong ngày 29 tháng 8 các bạn ạ. Rồi nói về chỉ số tham lam và sợ hãi ở thời điểm hiện tại khi mà BTC à, có một sự phục hồi khá là ấn tượng đúng không? Thì à, các bạn thấy được rằng là chỉ số tham lam sợ hãi nó đã lên cái mức đó là 52 điểm rồi. À trường ngược lại quá khứ một chút thì à, cách đây mấy ngày đúng không? Chúng ta thấy được rằng là chỉ số tham lam và sợ hãi nó nằm ở cái mức đó là 35 đến 38 điểm và nó cho thấy rằng là thị trường ta bắt đầu cũng có một cái sự sợ hãi rồi nhưng mà à, nó vẫn ở cái mức gọi là chấp nhận được đúng không và cái mức này chưa thấy rằng là thị trường ta nó thực sự sợ hãi nhưng mà chỉ cần à, có một số những thông tin tốt và chúng ta thấy giá btc đi lên thì chúng ta lại thấy thị trường ta lại bắt đầu chuyển dần sang cái hướng gì ạ thay vì sợ hãi thì mọi người lại có xu hướng bắt đầu tham lam và fomo đúng không à, nếu như mà các bạn à, trở ngược lại quá khứ thì bạn thấy được rằng là có rất là nhiều những cái thông tin à, phớt khá là mạnh ảnh hưởng đến thị trường À, ví dụ là FT phá sản này, à, nếu như trường hợp lại năm 2022 thì có rất là nhiều những quỹ đầu tư hay là những đơn vị tổ chức phá sản rồi đúng không? Hay là ngay đầu năm 2023 chúng ta thấy rất là nhiều những ngân hàng lớn sụp đổ rồi. Khi đó thì mọi người à, đang cảm thấy khá là sợ hãi đúng không? Mọi người cảm thấy là rất là lo lắng, lo ngại về thị trường. Nhưng à, sau này thì à, có lẽ là khi nó đi vào giữ vãng thì mọi người sẽ quên nó khá là nhanh đúng không? Chỉ cần là BTC chúng ta phục hồi thị trường, chúng ta phục hồi thì mọi người lại bắt đầu có cái xu hướng xong à, tham lam sở hại, à, tham lam trở lại và nó sẽ gì ạ? À, bớt cái sợ hãi ngày trước đi. Đấy cái điều này là cái điều mà nó cũng đúng thôi đúng không? À, rồi, chúng ta sẽ nói về một số những cái thông tin mà có thể ảnh hưởng tới à, thị trường ở trong khoảng thời gian sắp tới đi các bạn. Thì như mình đã nói ở trên cái việc mà những nhà đầu tư đang lưỡng lự ở cái vùng giá 27k là hoàn toàn dễ hiểu các bạn ạ. Và theo mình thì có khả năng là có hai cái lý do. Lý do đầu tiên là chúng ta nhìn vào cái lịch sử của BTC đi. Thì theo như cái thống kê cho thấy rằng là khoảng thời gian tháng 9 là khoảng thời gian mà BTC thường sẽ thấy được rằng là có cái xu hướng gọi là đâm Tức là giá sẽ giảm các bạn ạ Các bạn nhìn này, ở BTC hàng năm vào cuối khoảng thời gian đó là tháng 9 chúng ta thấy xuất hiện, liên tục xuất hiện màu đỏ đúng không? Kể từ năm 2017 cho tới tận là năm 2022 liên tục xuất hiện màu đỏ Và có khả năng là mọi người hoặc là những nhà đầu tư đang cho rằng là tháng 9 giá BTC sẽ tiếp tục sideways, đâm, sideways và đâm và nếu như các bạn là nhà, là nhà đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ quan tâm ở những khoảng thời gian này và đây là những cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ dành cho việc đó là DCA dài hạn à, chờ BTC cũng như thị trường ta đến cái thời điểm uptrend chẳng hạn đúng không? Đó, còn lý do thứ hai mà mình muốn nói ở đây đó chính là cái việc đó là những nhà đầu tư cũng như là mọi người đang hướng tới cái thời hạn đầu tiên của xét liên quan tới cái việc đó là phê duyệt Bitcoin ETF Spot các bạn ạ vào bắt đầu vào đầu tuần tới cụ thể thì cái công ty đầu tư Bitwi thì sẽ được đợi để xem xét là liệu ETF của họ có được giành được cái sự chấp thuận của SEC vào ngày mùng 1 tháng 9 hay không rồi quay trở lại cái câu chuyện tại tòa án phúc thẩm quận Columbia Hoa Kỳ đi thì như các bạn đã biết là vào ngày 29 tháng 8 đúng không thì tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ đã ra một cái phán quyết rằng là SEC đã từ chối cái đơn đăng ký của Rekel về cái việc đó là chuyển đổi Rekel Bitcoin chốt thành Bitcoin ETF spot ấy, là một cách tùy tiện và thất thường các bạn ạ. Một nhà phân tích có tên là phát thì trong một cái cuộc phỏng vấn với lại Bloomberg vào ngày 29 tháng 8 ấy có cho rằng là cái chiến thắng của Ray Kell nó chắc chắn là sẽ làm tăng cái khả năng đạt được cái kết quả thành công cho cái làn sóng cho những cái ứng viên tiếp theo liên quan tới Bitcoin ETF spot các bạn. Ạ. Tuy nhiên thì chuyên gia phân tích này thì lại không chắc chắn là cái thời điểm nào mà thì xét sẽ À, chấp nhận Bitcoin ETF spot các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là SEC có thể là trì hoãn các quyết định của mình và có thêm hai cái thời hạn được đề xuất cho mỗi một quỹ trước khi mà buộc phải đưa ra cái quyết định cuối cùng sau 240 ngày khi mà các quỹ đó nộp hồ sơ. Và đối với lại những người mà nộp đơn mà đang chờ đợi ấy, thì cái hạn cuối cùng của SEC đều là vào giữa tháng 3 của năm sau các bạn ạ. Như vậy là khả năng là đến năm 2024 thì chúng ta mới có khả năng nghe tới, tiếp tục nghe tới cái câu chuyện Bitcoin ETF support các bạn. Và có thể đến lúc đó đúng không? Sau cái thời điểm Bitcoin halving thì chúng ta thấy được rằng là Bitcoin ETF support được thông qua chẳng hạn thì chúng ta thấy thị trường của ta sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chẳng hạn đúng không? Rồi chúng ta sẽ nói về các lựa chọn của xét sau cái quyết định của tòa án liên quan tới Roy Kelly đi. Thì như các bạn đã biết là sau cái phán quyết ngày 29 tháng 8 ấy, có lợi cho xét thì... Sẽ có sẽ có một cái khoảng thời gian đó là 90 ngày các bạn ạ, để có thể là nộp đơn kháng cáo lên tòa án hoặc là có thể là nộp đơn xin xem xét lại các bạn ạ. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại chúng ta thấy là xét họ chưa có cái động thái gì rõ ràng cho cái hành động tiếp theo của mình cả. Trường hợp nếu như mà xét không kháng cáo đi thì tòa án sẽ cần phải nêu rõ cái cách thực hiện là cái phán quyết của mình có thể là bao gồm cả cái việc đó là hướng dẫn à, xét phê duyệt đơn đăng ký của Roykel các bạn ạ, hoặc là ít nhất là xem xét lại cái đơn đăng ký đó. Rồi trở lại à, nói về xu hướng của BTC cũng như là xu hướng của thị trường ở trong khoảng thời gian sắp tới đi. Thì à, như các bạn đã biết được với những cái thông tin khá là tích cực à, có được vào cuối tháng 8 cụ thể là thông tin à, vừa rồi đúng không? Roykel đã à, thắng kiện à, trong cái vụ kiện với lại xét ấy, thì à, à, chúng ta thấy được rằng là BTC à, cũng có một cái sự phục hồi à, từ cái vùng giá đó 25.000 lên cái khoảng giá đó là 28.000 thời điểm hiện tại thì mặc dù đã điều chỉnh về 27.000 rồi nhưng mà tất cả những nhà đầu tư đang bắt đầu dõi mắt vào tháng 9 của năm 2023 Về bản thân của mình thì à, à, mình vẫn sẽ nghiêng về cái trường hợp đó là BTC sẽ tiếp tục sideways và sẽ đâm trong khoảng thời gian tháng 9 Nếu như nhìn vào cái số liệu thống kê trong quá khứ thì chúng ta thấy tháng 9 thường là những cái tháng mà BTC điều chỉnh đúng không Và BTC thường sẽ có điều chỉnh ở trong khoảng thời gian đó À, về kỳ vọng thì đương nhiên mình sẽ kỳ vọng một khoảng thời gian đó là tháng 10, tháng 11 thì chúng ta sẽ thấy BTC sẽ có một sự tăng trưởng. Các bạn nhìn thấy lịch sử tháng năm của tháng 10 là BTC sẽ có một cái sự phục hồi cũng khá là ấn tượng đúng không? Các bạn thấy được rằng là ví dụ năm 2021 này thì vào tháng 10 BTC phục hồi cũng khá là ấn tượng. Đó và sau đó thì BTC đã đạt được một cái đỉnh đúng không? Đạt được một cái đỉnh vào khoảng thời gian đó chính là tháng 11 của năm 2021. À, cụ thể các bạn xem năm 2020 thì các bạn thấy được rằng là tháng 10 thì BTC cũng có một cái sự phục hồi khá lần tượng hay là khoảng thời gian năm 2019 đi. À, khá là giống với lại năm 2013 thì BTC thì cũng có một sự phục hồi khá lần tượng đúng không? Đó, thì mình cũng sẽ kỳ vọng là tháng 10, à, năm 2023 tới đây thì BTC cũng có một cái sự phục hồi đúng không? Sau đó thì đến tháng 11 và BTC hoặc cũng như thị trường chúng ta sẽ bắt đầu lại tiếp tục à, à, cái xu hướng điều chỉnh của nó và tiếp tục đăng cho tới tận khoảng thời gian là Bitcoin halving. Còn cái việc đó là... À, khoảng thời gian gần đây thì chúng ta thấy được rằng là Xét à, đúng không đã liên tục à, thua kiện ở trong hai cái vụ kiện đó là Ripple với lại đôi à, rồi với cái bản tính đó là ngoan cố của một cái tổ chức lớn thì cái việc mà xét à, đúng không à, nằm in chịu trận là một điều cũng khá là khó đúng không? Sắp tới thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cũng có một số những cái thông tin à, có thể là liên quan tới Bitcoin ETF cũng có thể là thông tin liên quan tới một à, một trong hai cái vụ kiện này đúng không à, sẽ ảnh hưởng tới thị trường chẳng hạn đó hoặc là cái việc mà Bitcoin ETF spot có được thông qua hay không thì mình nghĩ rằng là sớm muộn nó sẽ được thông qua thôi đúng không ví dụ là đến năm 2024 chẳng hạn đó khi đó mà sau cái sự kiện Bitcoin halving mà thị trường tốt lên rất là nhiều những sự kiện diễn ra đúng không à, muốn cho thị trường tốt lên những nhà đầu tư có niềm tin hơn vào nền kinh tế thì khả năng là chúng ta sẽ có những tin cực của khoảng thời gian đó còn khoảng thời gian hiện tại thì mình nghĩ khá là khó và chúng ta chỉ kỳ vọng là tháng 10 tháng 11 là tháng mà chúng ta sẽ có sóng và đây là tháng mà chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược chốt lời hợp lý đúng không sau đó thì chúng ta sẽ chờ cái sự kiện Bitcoin halving diễn ra Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của team HTD Research nhé. Các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like video và nhấn vào nút của chuông thông báo để ủng hộ cho team HTD Research nhé. Các bạn nên nhớ rằng là tất cả những thông tin trong video này chỉ mang tính chất là tham khảo và cập nhật thông tin, không được coi là lời khuyên đầu tư tài chính các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.